Ngày 25 tháng 5, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Long Điền sinh năm 1988, ngụ tỉnh Long An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng 24 tháng 5, chị BTTB sinh năm 1977 ở căn nhà ấp 5 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, mở cấp xe hiệu SH để lấy đồ dùng thì phát hiện nhiều tài sản như nhẫn vàng, dây chuyền vàng, hai lắc tay có tổng trị giá gần 50 triệu đồng đã bị biến mất nên lập tức trình báo công an khu vực. Tiến hành điều tra công an có mặt tại hiện trường để lấy lời khai từ chị B. Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện tối 23 tháng 5, chị B dựng xe máy SH ở ngoài cửa nhà thì có một người đàn ông tiếp cận. Sau đó người này mở cấp xe rồi lấy tài sản tàu thoát. Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng cướp tài sản của chị B là Lê Long Điền nên đã truy xét và bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Điền khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.